Anh hồi hộp quá. Hồi hộp gì mà hồi hộp. Anh nói cho cẩn thận, tương lai cả đấy. Ây dạ. Vợ chồng em chào anh ạ. Em chào anh ạ. Để em chúc anh nhé. Dạ. Dạ thưa anh, hôm nay chúng em có một món quà nho nhỏ xin được kính tặng anh ạ. Đến chơi là tốt rồi, quà cáp làm cái gì. Em mời anh xin nước ạ. Mà này, dạ. Có chuyện gì không nói được ở cơ quan mà phải kéo nhau đến tận nhà riêng của tôi thế này hả? Dạ, báo cáo anh về làm ở công ty đã được gần một năm. Mà hôm nay chúng em mới biết nhà anh. Hôm nay chúng em mới sang để thăm anh chị và các cháu. Biết được nhà anh rồi thì từ bây giờ anh cho phép chúng em sang thăm anh chị nhiều hơn ạ. Này, chú Phương trông thế này mà khéo nói ra phết nhỉ? Là do em học hỏi từ anh đấy ạ. Dạ thưa anh, sắp tới thì mong anh tạo điều kiện để giúp đỡ em trong công việc ạ. Thì từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tạo điều kiện và giúp đỡ chú đấy thôi. Dạ, nhờ có anh tạo điều kiện cho chồng em mà chồng em mới có được chuyên môn vững và vị trí như ngày hôm nay ạ. Ơn này vợ chồng em không bao giờ quên đâu ạ. Tất cả là nhờ chú Phương phấn đấu cả thôi. Chăm chỉ, thật thà, chuẩn là người của công việc. Dạ, chồng em phấn đấu cố gắng lắm anh ạ. Về nhà mà anh ấy chỉ chăm chăm vào công việc mãi thôi. Mà sắp tới, phòng chồng em có bổ nhiệm phó phòng. Anh có gì, anh cân nhắc ạ. Dạ. Thực ra thì ở phòng có rất nhiều người có chuyên môn tốt. Nhưng mà nhìn hơn cả là có chú Huy với cả chú Phương. Sắp tới tổ chức cán bộ sẽ chọn một trong hai người. Dạ, anh là giám đốc. Lời nói của anh như vàng như ngọc ạ. Có gì thì mọi người đỡ cho em ạ. Sắp tới làm phó phòng, công việc sẽ nhiều gấp đôi. Mà này, cô phải cả đáng tất cả việc nhà cho chú ấy nhé. Dạ, em đã chuẩn bị hết rồi ạ. Em hứa sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng em ạ. Dạ. Uống nước đi. Dạ. Anh Phương ơi, hôm nay ấy, thái độ sếp anh như thế, nghĩa là chịu giúp mình rồi đúng không? Ừ, sếp anh ấy, thì thường nhận xét anh với thằng Huy trình độ chuyên môn thì ngang nhau, nhưng mà anh là người thật thà, còn thằng Huy thì khôn lỏi, nên là sếp quý anh hơn. Chắc chắn lần này sếp sẽ ủng hộ anh. Này, hả? Nhắn tin cho ai mà cười tủm tỉm thế? Thì người yêu cũ đúng không? Không. Này, có gì đâu giếm đâu. Đấy xem đi, thằng Hậu nó hỏi ngày mai học lớp mấy giờ ở đâu thì nó nhờ anh qua đón nó. Bảo sao cười tủm tỉm thích thú thế, họp lớp thì được gặp người yêu cũ đấy. Em rồi suy diễn. Không đúng à? Họp lớp thì chẳng gặp lại tình đầu thì là gì? Ngày xưa là mối tình đầu, nhưng bây giờ chỉ là bạn thôi. Anh thì đã có vợ rồi, cô ấy thì cũng đã có chồng. Nếu ngồi cạnh nhau thì cũng chỉ dăm ba câu chuyện, chào hỏi xã giao có cái gì. Nói chung là em không thích anh đi họp lớp. Sao em vô lý đấy? Này nhá, tôi không thích ông đi họp lớp. Ông mà còn cố để đi nhá, tôi còn vô lý nữa. Này, anh bảo đã, 20 năm mới có một ngày gặp nhau mà. Này, dạ em chào sếp ạ. Chủ nhật mà vẫn đến cơ quan làm việc cả hả? Dạ, em tranh thủ điền nốt số liệu báo cáo. Sau rồi em sẽ đi... đi họp lớp cấp 3 đúng không? Sao sếp lại biết là em đi họp lớp ạ? Cậu là nhân viên của tôi phải nắm được nhân viên chứ lại hả? Dạ, cảm ơn sếp đã quan tâm ạ. Thôi được rồi, làm việc tiếp đi nhá. Dạ, em chào sếp ạ. Anh đang bận thì anh gọi lại. Thì thầm trong phòng kín đi, trong phòng kín nhá. Phương ơi là anh Phương. Anh không nghe máy nữa. Anh Phương. Không biết là họp lớp hay họp gì đây. Chắc vừa này đang ôn lại kỷ niệm xưa rồi chứ gì. Và anh Phương, chồng hiện tại của tôi, là mối tình đầu của nhau.
Sau 20 năm mà vẫn sâu đậm gớm nhỉ. Nhưng mà có nhất thiết phải đăng lên Facebook cho thiên hạ thấy như thế không? Cái loại vô liêm sỉ thì mới làm như cô thôi. Ông Phương, ông về đây, ông chết đi rồi. Hello vợ yêu, làm gì mặt mày căng thẳng đấy? Đã xin phép 3 hôm rồi. Bố em biết là hôm nay anh gặp ai, cực kỳ bất ngờ luôn. Bất ngờ lắm, đăng lên Facebook ai chả biết. Không chỉ tôi đâu mà cả thế giới đều biết. Nói cái gì anh chẳng hiểu cái gì cả. Này cực giả đò nữa. Đây, anh xem đi. Đấy, thế mà kêu là họp lớp, gặp lại tình cũ thì chỉ xã giao vài câu thôi. Xã giao của anh đấy à? Trời ơi, em phải từ từ đã. Thế theo em đấy, cái cô gái này là mối tình đầu của anh á? Anh có phải lừa tôi? Tên Facebook là Quỳnh Anh, mà Quỳnh Anh là ai? Là tên của mối tình đầu của anh còn gì? Anh tưởng tôi ngu, tôi không biết suy luận à? Lập, anh có 3 đứa Quỳnh Anh cơ. Quỳnh Anh này không phải là như em nghĩ đâu. À, bằng chứng rõ rành rành thế này vẫn có thể lừa tôi được. Nhưng mà anh yên tâm, cái cô tên Quỳnh Anh ý, kể cả thật hay giả thì cũng không dám liên lạc lại với anh đâu. Sao? Thôi chết đi. Này, có phải là em vào Facebook của người ta em nói cái gì đúng không? Hả? Bingo. Em chỉ làm việc mà người vợ nên làm để bảo vệ hạnh phúc gia đình thôi. Ôi giời. Dòm cái gì mà dòm? Sếp gọi. Dạ, em chào sếp ạ. Sao ạ? Sao lại như thế hả sếp? Dạ vâng, sáng mai em sẽ tới ạ. Dạ dạ, em chào sếp ạ. Có chuyện gì đấy? Có chuyện, to chuyện rồi. Giời ạ. Có chuyện gì mình phải nói chứ? Này, anh vẫn chưa giải thích tội vụ kia đâu nhá. Ok anh. Hôm qua tôi được đi dự họp lớp cùng với chú Phương. Đây, cô xem. Tôi chính là tác giả của những bức ảnh này. Dạ, em biết lỗi của mình rồi ạ. Người post những bức ảnh này về cuộc họp lớp trên Facebook tên là Quỳnh Anh, và đó chính là vợ của tôi. Hôm qua tôi mới biết vợ tôi và chú Phương đại học cùng cấp 3 với nhau. Nhưng có một điều tôi xin đính chính là vợ tôi không phải mối tình đầu của chú Phương. Anh ơi, trước tiên anh cho em xin lỗi anh ạ. Rồi anh cho em gặp chị nhà để em xin lỗi chị nhà. Hôm qua chúng tôi có việc và chính tôi là người yêu cầu chú Phương tắt máy. Tất cả là do em hồ đồ quá, em ghen quá nên mới thế ạ. Tôi mới chuyển cơ quan đến đây, cho nên có những điều về hoàn cảnh hay là điểm mạnh, điểm yếu của nhân viên tôi chưa nắm được. À, đúng là tôi rất quý chú Phương. Xin lỗi, tôi đi lấy nước. Anh ơi, anh ơi, anh cho vợ em. Anh ơi.